Chào tất cả các bạn. Hôm nay Vũ sẽ cho các bạn xem công trình mà vừa rồi công ty Tiến Phái số 8 của Vũ vừa rồi đã làm ở dưới Phước Lý, Long An. Đây là một công trình nhà ở gia đình cấp 4 ở dưới nông thôn. Thì các bạn thấy đấy, do là ở dưới nông thôn lên đường xá đi lại vận chuyển công trình nó cũng hơi khó khăn. Đường rất là hẹp. Nhưng mà sau hơn một tháng thi công thì cuối cùng công trình nó cũng được thành công, mỹ mãn. Cái chiều rộng của con đường này thì nó khoảng 1 mét thôi nha các bạn. Và nó vừa đủ một chiếc xe lôi Trung Quốc á, ba bánh vận chuyển vô. Thì đây là một công trình là nằm ở trong cái khu của một đại gia đình nên nhìn thấy là trong cái khu đất này ở rất là đông đúc, xung quanh là nhà của anh chị em với nhau không nha các bạn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ vô công trình của chúng ta. Rồi, công trình của chúng ta là thì có diện tích là ngang 6, dài 13 mét. Và chủ nhà theo thích cái phong cách hiện đại nên Vũ cũng đã design lên cái phong cách như ý chủ nhà, một phong cách rất hiện đại. Phía ngoài chúng ta là cửa sắt 4 cánh nha các bạn. Giờ chúng ta thử vô nhà xem trong nhà có cái gì đây. Rồi bước vô nhà, đây là các vị trí phòng khách nha các bạn. Thì phía trên trần thì Vũ xử lý bằng trần thạch cao. Đây. Thì kế bên phòng khách là chúng ta thiết kế bằng hai cái phòng ngủ. Chúng ta vô xem phòng ngủ như thế nào. Đây, phòng ngủ ngoài thì rất là sáng do nó được có một cái cửa sổ bằng một tấm kính cường lực. Nếu chúng ta mà cảm thấy sáng quá thì chúng ta lắp thêm cái màn để che nắng nha các bạn. Đây, đây là một phòng ngủ phía trước đây. Kế bên phòng Trong phòng ngủ này chúng ta cũng do kế bên có một cái hẻm nên chúng ta có thể bố trí được một cái cửa sổ cho nó thông thoáng. Và đây đây là phòng ngủ sát bên cũng có một cái cửa sổ để thông thoáng. Nói chung hai phòng ngủ này cũng được không có rộng lắm nhưng mà cũng vừa đủ công năng để chúng ta sử dụng nhé. Một hai người vô ngủ vô ở vẫn rất là Vũ thấy cũng rất là rộng rãi. Phía trên thì trần cũng xử lý cái trần thạch cao và dựng cấp lên, nhìn thấy nó cũng rất là hiện đại nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị ra xem coi cái phía sau thì Vũ bố trí gì phía sau. Rồi cái trần thạch cao được dựng cấp lên là mang phong cách như nhà đúc. Với phần không gian phía sau thì Vũ bố trí gồm có một cái nhà bếp, phòng ăn và một cái toilet. Khu bếp thì được Vũ dán gạch lên cao 1,8 m cho nó được sạch sẽ. Và cái khu kệ bếp thì cũng làm bằng đá hoa cương. Cái sàn bếp thì được Vũ cái sàn của nền nền bếp thì Vũ sử dụng cái đá cái gạch giả gỗ nha các bạn cho nó được sang trọng hơn. Rồi chúng ta vô khu toilet ra xem thế nào. Đây là khu vệ sinh nha các bạn. Thì khu vệ sinh thì Vũ làm ra bằng hai gian, một gian này chúng ta để chúng ta tắm. Rồi gian này đây là cái phòng tắm của chúng ta. Còn phía ngoài thì chúng ta là cái phòng nó khô ráo hơn để chúng ta có thể đi vệ sinh ở ngoài. Thì ngoài toilet thì cái đây là một cái mảng Vũ lấy sáng. Vũ lấy sáng ở trên xuống cho khu bếp nó được sáng và trang trí
bằng thêm những cái mảng gạch ốp lát. Phía trên toilet thì Vũ thấy không gian nó rộng nên Vũ tận dụng làm cái nhà kho cho chủ nhà nha các bạn, để bồn nước hoặc là để đồ đạc làm kho cũng rất là hợp lý. Rồi chúng ta nhìn từ trong nhà ra ngoài đó, đó các bạn thấy như vậy thì bố trí như vậy là thấy nó có thoáng mát không các bạn? Rồi bếp được ốp đá hoa cương trông rất là sạch sẽ. Các bạn nào muốn bếp mình đẹp hơn thì có thể mình tự mình lắp thêm cái tủ kệ bếp ở phía trên nha các bạn. Do chủ nhà không có nhu cầu nên chủ nhà chỉ làm cái tủ bếp ở dưới và lắp cái cánh nhôm kính thôi. Rồi. Đây, ở phía trong tủ kệ bếp ở phía dưới này chúng Vũ cũng lát gạch để cho nó sạch sẽ, tiện cho chúng ta lau chùi được. Thì cũng nói luôn cho các bạn biết đây là công trình này thì ở xã Phước Lý, tỉnh Long An, nói chung là gần chợ Bến Lức thì gần chợ Bình Chánh nha các bạn. Thì tổng chi phí để xây lên công trình này thì là tổng cộng chi phí là nó tầm khoảng là 500 triệu nha các bạn. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào dịp khác. Lần sau Vũ sẽ giới thiệu một công trình khác Vũ làm để cho các bạn cùng xem. Hẹn gặp lại các bạn nào mà muốn Vũ tư vấn kỹ hơn thì liên lạc với Vũ qua số điện thoại ở cuối.
lục clip nha các bạn. Chào các bạn.